vâng em, hiện tại là hơn 5 giờ một xíu, mình chuẩn bị đi tắm biển, tập thể dục. Và bây giờ Hùng sẽ quay lại, Hùng sẽ chia sẻ cho anh xem con đường từ nha, đi ra biển Hùng nó sẽ như thế nào nha. Đây, quan cảnh xung quanh mọi người vẫn đang yên giấc ngủ này cả nha. Giờ thì ở ngoài quê của Hùng thì vẫn còn những phóng thanh đúng không ạ? Buổi sáng thì chia sẻ tin tức cho những anh chị cô chú thông tin về Hoàng Sa Trường Sa, thông tin về chính trị, về kinh tế, về mọi thứ. Sau xin mời anh em đây, anh đây nè, đưa cùng đi nè, anh đây cùng mời chuẩn bị cùng Hùng nha, đón bình minh trên biển nha. Bây giờ thì hai bên đây cả nha, hai bên này là vườn dương này cả nha này, hai bên này là vườn dương. Vườn dương này tầm từ vị trí Hùng đang đứng đây tới biển chỉ còn tầm khoảng 200 mét, chưa tới 200 mét này cả nha. Thì cái tác dụng vườn dương này thì ngăn cát bay, cát bay vào trong trong nhà dân một xung quanh đây. Vườn dương này rất đẹp cả nha, xung quanh đây thì cũng nhiều bụi cả nha, tác dụng là giữ đất này. Nhà nghe như nghe tiếng sóng cả nhà ha, nghe tiếng sóng này là biết hôm nay là sóng hơi lớn cả nha. Đây tới biển cái này, xung quanh phía hôm đây này, bên phía mấy cái phía sau này có hai ba quán ăn phục vụ cho du khách, cho du khách có nhu cầu ăn uống. Phía bên kia có mấy cái đìa cả nhà, phía kia là đìa đìa tôm. Phía đây, phía sau đây, các bạn lấy chia sẻ đây, giờ mình tới biển rồi nha cả nhà, hôm nay biển hơi lớn cả nhà ơi. Ta biển cảm giác rất thoải mái cả nhà, nhưng mà sáng sáng chụp một tấm biển như vậy rất tốt để sức khỏe. Bây giờ phải nghe gì không? Như nam ca sĩ, nam nhạc sĩ ca sĩ Duy Mạnh có cái bài từng con sóng xô ngoài khơi đúng không, từng cánh chim bay thấp thoáng. Ở đây có rất nhiều những nhạc sĩ, nhà thơ mà có những bài hát liên quan đến biển đấy, tuyệt vời. Giờ vẫn còn một số bạn trẻ các bạn đây đốt lửa trại cắm trại một ba đêm đây, biển đây cả nhà, quá đẹp này ha. Xuống kia một thôi cả nhà.